Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là chủ nhật 10 tây. Hôm nay 10 tây phải không bạn? 10 tây tháng 5 2020. Bây giờ mình đóng thùng mấy cây trang lá trung. Màu vàng vàng này, vàng tươi, vàng nghệ. Màu đỏ lá trung. Cái này là tím sen, cây nhỏ. Vàng cam. Có con ốc.